Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Điểm tin đọc báo được phát trên kênh YouTube của báo Dân tộc và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Điểm tin đọc báo tuần này thông tin về hoạt động của lãnh đạo Ủy ban dân tộc và ban dân tộc các địa phương triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách cho người có uy tín cùng một số thông tin nổi bật khác về hoạt động tôn giáo, văn hóa xã hội tại các địa phương. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết Hai ngôi chùa bên dòng sông Sepol của tác giả Nguyễn Thanh. Sau đây, mời quý vị và các bạn đón xem phần điểm tin. Sáng ngày 27 tháng 9 tại trụ sở Ủy ban dân tộc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lành đã chủ trì buổi họp giao ban lãnh đạo Ủy ban dân tộc sau khi đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong tuần 38, cuộc họp đã dành thời gian để thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm cho tuần làm việc 39 như kế hoạch tổ chức đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc sang thăm và làm việc tại Australia, công tác chuẩn bị đón đoàn cấp cao của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào sang thăm Việt Nam và đoàn công tác của Bộ Nội vụ sang tham dự chương trình đào tạo bồi dưỡng về công tác dân tộc. Việc tiếp nhận 4 trường dự bị Đại học Dân tộc và trường phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc. Kết luận tại buổi họp, Bộ trưởng chủ nhiệm Hầu A Lệnh yêu cầu các vụ, đơn vị giá soát lại toàn bộ các nhiệm vụ, nội dung công việc có thời hạn trong tháng 9, tập trung chỉ đạo hoàn thành trong tuần 39. Đối với các nhiệm vụ của tuần kế tiếp, Bộ trưởng chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu nội dung làm việc, thường xuyên báo cáo, đề xuất đối với các vấn đề khó khăn vướng mắc. Chiều ngày 26 tháng 9 tại trụ sở Ủy ban dân tộc đã diễn ra phiên họp của hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023, đề tài nghiên cứu và đề xuất giải pháp quy hoạch, bố trí ổn định dân cư địa bàn hay xảy ra thiên tai vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự kiến đề tài triển khai nghiên cứu tại 4 vùng gồm Trung du và miền núi phía Bắc, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tại các khu vực nghiên cứu đề tài thực hiện các nội dung như đánh giá thực trạng các chính sách liên quan đến quy hoạch bố trí ổn định dân cư thực trạng công tác quy hoạch bố trí ổn định dân cư đánh giá hiệu quả công tác quy hoạch bố trí ổn định dân cư và đưa ra các mô hình hiệu quả từ đó đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách đối với công tác quy hoạch bố trí ổn định dân cư địa bàn hay xảy ra thiên tai vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các sở ngành trên địa bàn tổ chức 6 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp thuộc tiểu dự án 4, dự án 5, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tại các lớp tập huấn, học viên được truyền đạt về lý thuyết và thực hành những nội dung cơ bản về kỹ thuật chọn tạo cây giống, kỹ thuật thâm canh rừng, thâm canh trồng nông nghiệp và một số loài cây ăn quả như vải thiều, táo. Kỹ thuật chăn nuôi một số loài gia súc gia cầm, qua đó giúp người dân sản xuất ra các sản phẩm có năng suất và chất lượng cao, bảo đảm an toàn cho sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng, bảo vệ được môi trường sinh thái. Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang phối hợp với phòng dân tộc các huyện vừa tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi giao lưu học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đây là dịp để người có uy tín tăng cường giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay sáng tạo giữa các địa phương qua đó góp phần cổ vũ động viên người có uy tín tích cực phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 16 căn nhà tình thương cho 16 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi căn nhà được hỗ trợ tổng số tiền từ 40 đến 50 triệu đồng. Việc huy động nguồn từ xã hội hóa để hỗ trợ xây nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của ban dân tộc và tôn giáo tỉnh Bạc Liêu góp phần giúp đồng bào khó khăn về nhà ở có được căn nhà kiên cố, ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Chuyển sang một số tin tức nổi bật khác. Sáng ngày 26 tháng 9, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước Lê Thị Xuân Trang đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến nghiên cứu thực tiễn một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và mối quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo ở tỉnh Bình Phước tại buổi làm việc đoàn công tác quan tâm đến vấn đề như an ninh tôn giáo sự tác động của các cộng đồng dân tộc tôn giáo đến sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện các chính sách kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số chính sách đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số vấn đề quan hệ quốc tế trong tôn giáo và dân tộc bà lê thị xuân trang cho biết lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến ba yếu tố dân tộc tôn giáo và biên giới trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan của tỉnh tiếp tục nghiên cứu tổng hợp thông tin làm rõ hơn nữa những vấn đề đoàn công tác quan tâm ngoài ra qua buổi làm việc này cũng giúp các sở ngành tổ chức đoàn thể của tỉnh nhìn nhận sâu sắc hơn toàn diện hơn về thực trạng các dân tộc tôn giáo trên địa bàn trên cơ sở đó nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác dân tộc tôn giáo của tỉnh trong thời gian tới Sáng ngày 29 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2018-2022 và biểu dương khen thưởng cán bộ, hội viên phụ nữ tôn giáo tiêu biểu năm 2022 tại hội nghị đồng chí bùi thị bích thủy phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy đề nghị hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và ban tôn giáo tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình phối hợp bám sát chỉ đạo và tình hình thực tế của tỉnh mỗi đơn vị chủ động phát huy vai trò trách nhiệm trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp quan tâm đào tạo bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo kỹ năng tuyên truyền vận động cho các cán bộ làm công tác tôn giáo cán bộ hội phụ nữ vùng đồng bào có đạo Ngày 27 tháng 9, Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức họp mặt các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2022. Trong chương trình, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã thông tin đến 40 chức sắc đại diện cho các dòng tu công giáo trên địa bàn một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh, một số điểm nổi bật liên quan đến hoạt động tôn giáo hiện nay. Đồng thời, Ban Tôn giáo tỉnh gửi lời tri ân chức sắc đến các dòng tu công giáo đã chủ động, tích cực chung sức cùng chính quyền, phòng chống dịch bệnh và tham gia xây dựng địa phương, hỗ trợ người khó khăn trong thời gian qua. Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ban tôn giáo chính phủ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo thuộc các tỉnh thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Trong thời gian 5 ngày, hơn 100 cán bộ làm công tác tín ngưỡng tôn giáo thuộc 38 tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam được tìm hiểu các nội dung như quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và thông tin tình hình tín ngưỡng tôn giáo, công tác an ninh trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo công giáo, Phật giáo, tin lành, cao đài và những vấn đề cần quan tâm, kỹ năng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng tôn giáo. Thông qua nội dung tập huấn, cán bộ làm công tác tôn giáo tại 38 tỉnh, thành phố có điều kiện cập nhật, nắm bắt các chính sách mới và thông tin hữu ích để ứng dụng vào thực tiễn công tác tín ngưỡng tôn giáo. Chiều ngày 28 tháng 9, tại nhà thi đấu quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Tránh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chia sẻ với gần 2.000 bạn tân sinh viên trường quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội về cách chân quý bản thân và sức khỏe tinh thần theo giáo lý của Phật giáo theo thượng tọa, trong xã hội ngày nay khi đời sống vật chất càng trở nên phong phú thì chúng ta phải biết xây dựng chăm chút cho đời sống tinh thần, thực tập các nguyên tắc đạo đức từ bỏ tham sân si, vốn là nguồn gốc gây nên đau khổ, mệt mỏi trong cuộc sống để từ đó mang lại sự hạnh phúc an lạc trong tâm hồn. Nhân đây, thượng tọa mong muốn mỗi bạn trẻ cần luôn khắc ghi và báo đáp tứ trọng ân cao cả mà đạo Phật luôn đề cao, đó là ơn tổ quốc, ơn thầy cô, ơn cha mẹ, ơn xã hội đồng bào nhân loại. Bởi làm người phải luôn biết sống tri ân và báo ân, người sống biết ơn chắc chắn sẽ thành công. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 10, tại Điện Biên diễn ra ngày hội giao lưu văn hóa thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 8, chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với tỉnh Điện Biên, các ban bộ ngành trung ương và các tỉnh có trung tuyến biên giới với nước bạn Lào tổ chức. Với chủ đề thắm tình hữu nghị hướng tới tương lai, ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 10 tỉnh Việt Nam gồm Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Con Tum, Hà Tĩnh cùng 10 đoàn nghệ thuật quần chúng của nước bạn Lào. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động như lễ dân hương đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, trình diễn giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa, trình diễn trang phục dân tộc, liên hoan văn nghệ quần chúng, tổ chức thi môn kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, tù lưu, tung còn, tổ chức khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại Điện Biên, trưng bày triển lãm, đặc trưng văn hóa vùng biên giới và tình đoàn kết hữu nghị Việt Lào. Vừa qua, chương trình áo ấm tình thương cùng em tới trường do công ty điện lực Lào Cai tổ chức đã trao tặng gần 500 chiếc áo Z cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Qua đó giúp các em có đủ áo ấm đến trường, vượt qua mùa đông giá lạnh, bảo đảm sức khỏe, yên tâm đến trường học tập. Cao Sơn là xã vùng bao của huyện Mường Khương, đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn gần 60%, cận nghèo hơn 28%, chính vì vậy, điều kiện học tập sinh hoạt của các em học sinh nơi đây còn nhiều thiếu thốn. có hai ngôi chùa nằm sát bên dòng sông Sepol, biên giới Việt Lào ở Quảng Trị. Bên kia là ngôi chùa mang tên Bản Caron thuộc trung tâm khu kinh tế cửa khẩu Đen Savan, huyện Sepol, tỉnh Savanakhet. Còn bên này là xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với ngôi chùa Sơn Thành. Ở mỗi ngôi chùa đều có pho tượng Phật nổi lên trên màu xanh sẫm của dãy Trường Sơn, nằm đối xứng nhau bên dòng sông Sepol như thêm một duyên để tình hữu nghị giữa người dân hai bản của hai nước Việt Lào thêm gắn kết. Hai ngôi chùa bên dòng sông Sepol là tên bài viết của tác giả Nguyễn Thanh được đăng trên báo Dân tộc và Phát triển. Có dịp lên cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị sẽ dễ dàng thấy pho tượng Phật Quan Âm Bồ Tát màu trắng, nổi bật trên màu xanh sẫm của miền Bên Ải. Pho tượng ngự tại chùa Sơn Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Giữa ổn ả, náo nhiệt của khu biên mậu sầm uất bậc nhất miền Trung, ngôi chùa lại là một khoảng lặng bình yên, thành tịnh của chốn tu hành. Dù mới hình thành chừng 10 năm, nhưng những ai xuôi ngược trên quốc lộ 9 đều ấn tượng bởi vẻ đẹp của ngôi chùa trên đồi cao này. Đại Đức Thích Không Giải, trụ trì chùa kể lại cái duyên của thầy với chùa Sơn Thành có từ những năm còn theo học và tu tập ở Huế. Thầy cho biết, nhiều lần đi theo đoàn từ thiện lên khu vực hướng hóa, khi đến xã Tân Thành, thấy Phật tử rất đông nhưng chưa có chùa. Phật tử phải sinh hoạt ở niệm Phật đường, mượn từ một nhà dân, rất bất tiện và không được tôn nghiêm như ý. Đến năm 2011 thì niệm Phật đường mới được xây dựng lại tại nơi chùa dựng ngày nay. Cùng năm đó, thầy Thích Không Giải được thỉnh về trông coi niệm Phật đường. Đến năm 2013, chùa được thành lập với tên gọi Sơn Thành và Đại đức Thích Không Giải chính thức được bổ nhiệm trụ trì từ đó cho đến nay. Thế rồi, với kiến thức và cái tâm uy tín của vị trụ trì trẻ Thích Không Giải, công trình chùa Sơn Thành với kiến trúc hiện đại, cảnh quan phù hợp với thiên nhiên đã được xây dựng trở thành một điểm nhấn đáng chú ý trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Đặc biệt, sau khi chùa hình thành, công trình đáng chú ý nhất là pho tượng Quan Âm Bồ Tát, tượng được xây dựng năm 2013, cao 30 mét. Do vậy, Phật tử và những người dân các xã, thị trấn vùng lân cận cũng có thể nhìn thấy pho tượng lồng lộng giữa mây trời biên giới này kể từ đó với người dân hướng hóa, ngôi chùa và pho tượng Phật quan âm Bồ Tát đã trở nên quá đỗi thân quen. Đặc biệt, những Phật tử hay người dân ở hướng hóa dù đi xa hàng chục cây số để lao động sản xuất, nhưng mỗi khi trên đường trở về nhà, lên qua những ngọn đồi, chỉ cần nhìn thấy tượng quan âm Bồ Tát ở chùa Sơn Thành là biết mình sắp về tới nhà. Nhiều người ví, pho tượng trên chốn non ngàn này tựa như ngọn hải đăng chỉ lối cho họ về với quê hương, gia đình còn phía bên kia biên giới là ngôi chùa mang tên Bản Caron thuộc trung tâm khu kinh tế cửa khẩu Đen Savan, huyện Sepol, tỉnh Savannakhet. Nơi đây có pho tượng bổn chư thích ca màu vàng, tỏa sáng giữa màu xanh miên man của núi rừng Trường Sơn. Cũng hẳn sẽ là trốn về cho những người con ở xứ sở Triệu Voi. Hai ngôi chùa như đối xứng nhau về cự ly. Ở hai ngôi chùa có hai pho tượng Phật cao vời vợi là nơi tỏa ánh hào quang của nhà Phật trên dãy Trường Sơn lộng gió chẳng biết là sự ngẫu nhiên hay cái duyên của Phật mà có được sự tương xứng độc đáo ấy. Giải thích thêm về cái duyên này, Đại Đức Thích không giải cho hay, chùa Caron nằm cách cửa khẩu chừng 2 km, cùng nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây bên sông Sepol. Bên ấy, tượng bổn sư Thích Ca Tư Thế Ngồi, màu vàng, hướng về phía Việt Nam, là dòng Phật giáo Nam Tông, còn phía Việt Nam, chùa Sơn Thành cũng với cự ly ấy, cũng trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, cũng nằm bên sông Sepol, đối xứng là tượng quan âm Bồ Tát màu trắng hướng sang đất Lào và là dòng Phật giáo Bắc Tông. Cái duyên ấy, cùng với vị trí đắc địa, cảnh quan và hai pho tượng đẹp, hai ngôi chùa Sơn Thành và Caron không chỉ là nơi để Phật tử tu tập, chiêm bái mà còn là địa chỉ tham quan, vãn cảnh của du khách khi ngang qua tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Sự đồng điệu và sự đối xứng của hai ngôi chùa bên dòng sông Sepol đã làm nên điều đặc biệt cho vùng đất biên giới này. Theo ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, người dân biên giới huyện Hướng Hóa cũng như du khách trong và ngoài tỉnh mỗi lần đến Lao Bảo cũng thường qua Lào tham quan chùa Caron. Ngoài việc thưởng ngoạn những kiến trúc lạ so với các chùa ở xứ Việt, chùa Caron có thêm nghi lễ buộc chỉ tay cầu phúc vào các ngày lễ Tết giữa trốn tu hành, sợi chỉ nhiều màu sắc khác nhau được sư thầy buộc vào cườm tay sau khi đọc những câu kinh cầu nguyện trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch, trong đó có số đông người Việt Nam. Cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau hướng thiện với tâm thế từ bi hỷ xả theo nhà Phật và sự giao lưu qua lại của người dân hai bản, hai đất nước trên bước hành hương về cửa Phật càng làm cho tình người Việt Lào nơi biên giới thêm nửa hoa. Và đó cũng là một cái duyên để tình hữu nghị giữa hai bên bản làng bên dòng sông Sepol thêm gắn bó keo sơn cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem chương trình điểm tin đọc báo của báo dân tộc và phát triển xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo